Dòng xe là toàn bộ kính của nó kính auto nhá, họ kính là kính auto luôn cho chứ không phải là giữ riêng gì cả nhá. Đó. Form dáng nó thì miễn chê luôn nhá, cái form dáng quá đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn, không bị lỗi thời một tí nào mà nó đẳng cấp các bạn, êm ru, quá chất lượng các bạn, quá chất lượng luôn. So, vâng, em chào các bác nhé. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe Audi nhá. Đó. Khá là sang trọng luôn. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho các bác xem mẫu xe này. So, vâng, em là Mio Auto, chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất và bên em cập nhật nhá. Một mẫu xe rất là đẹp luôn ạ. Cái dòng xe này đi cách âm cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, cách âm này. Đó, chống ồn cực kỳ tốt luôn. Đi nó chắc, nó đầm cơ nhá. Đó, khá là êm. Một mẫu xe rất là nổi tiếng nhá. Đó, xe đã đẹp rồi, lại được phủ thêm một cái màu sơn. Cái màu sơn của mẫu xe này nhìn rất là sang nhá. Nhưng là rất là sang trọng luôn đúng không ạ? Sợ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Audi A4 nhá. Được sản xuất năm 2010 và đăng ký lăn bánh năm 2013 nhá. Đó, số tự động. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về các nhá. Đó, thì em xin tư vấn luôn ạ. Có cái dòng xe này thì có hai phiên bản nhá, một phiên bản động cơ 1.8. Đó, đó là bản thiếu nhá. Đó. Còn đây là mẫu xe động cơ 2.0 bản đủ các nhá. Đó, đây là động cơ 2.0 bản đủ luôn. Bản đủ thì được trang bị rất là nhiều chức năng an toàn luôn nhá. Đó, rất là đầy đủ chức năng an toàn. Đó, từ phần logo các bạn nhìn này đã biết là con xe nó rất là sang trọng rồi đúng không ạ? Đó, cái dòng xe này đi rất là đẳng cấp luôn nhá, cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, đi nó êm, nó đầm, nó chắc các bạn ạ. Đó, cách âm nó rất là tốt luôn. Đó, một bộ xe thực sự bác là ngồi lên em đảm bảo luôn là các bác mê luôn các bạn. Đó, ngồi đi sướng, êm ru luôn ạ. Đó. Cực kỳ hiện đại các bạn nhá. Đó, một mẫu xe bản đủ luôn. Nó sử dụng động cơ 2.0 nhá, nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này khá là hợp lý đúng không ạ? 2.0 mà các bác nhá. Đó, số tự động thì mức tiêu hao nhiên liệu là cực kỳ hợp lý luôn ạ. Sau đây em sẽ mở những cánh cửa này ra nhá để em cho bác xem phần nội thất. Nội thất của con xe này đây. Xuất sắc luôn các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn. Phần ghế đây ạ, ghế toàn bộ là ghế zin nhá, ghế zin nguyên bản luôn. Đó, ghế da này, ghế da này là cái ghế da xịn nhá. Đó, ngồi nó rất là êm luôn ạ, ngồi nó êm du luôn. Và nó nhìn nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây có cả túi khí này các bác nhìn này, túi khí này. Đó. Quá đẹp luôn, ghế da xịn theo xe luôn. Một mẫu xe được trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại nhá. Đó, tất cả những cái hiện đại của con xe nào, của con xe cần có thì đây, cái con xe này nó thừa luôn, có thừa chức năng hiện đại luôn. Đó, các bác xem đây, đời 2010 mà lăn bánh 2013 mà đã có phanh tay điện tử rồi kìa, các bác nhìn này. Đó, có phanh tay điện tử rồi các bác nhá. Đó, quá đẳng cấp luôn. Tất cả những phần nút bấm ở đây, đó mới chưa? Quá mới luôn. Xe đẹp xuất sắc luôn các nhá, xuất sắc luôn ạ. Đi lên ngồi lên cái mẫu xe này nó thực sự bác là đẳng cấp và sướng ạ, cực sướng luôn. Toàn bộ đây ạ. Ở ghế chỉnh điện đây các nhá, ghế chỉnh điện này, những phần này đây còn rất là mới này. Ở đây ghế điện đây ạ. Ghế điện này. Lên này. Lên này, các bạn nhìn này. Đó, hoạt động ngon lành này, có cả cửa lóc này các nhá, cửa lóc này. Đó, rất là VIP luôn. Toàn bộ những phần táp lô đây nhá, toàn bộ những phần táp lô đây. Đó là zin này, các bác nhìn này, zin nguyên bản này, được chưa? Mới chưa? Rất đẹp luôn. Cốp để đồ bên trong này đây ạ. Cốp để đồ đây, toàn bộ là lỉ nguyên bản nhá. Đó, dòng này được trang bị thêm một dàn âm thanh nghe cũng rất là hay luôn nhá. Có trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại, túi khí quanh xe, có cảm biến quanh xe. Đó, âm thanh hay, điều hòa tự động, chốt cửa tự động, ga tự động. Đó, vô lăng tích hợp bàn phím. Đó. Có cả chế độ trên ra lệnh giọng nói nhá, nó đầy đủ luôn. Toàn bộ những táp ly cửa đây các bác nhìn ạ. Đó, zin nguyên bản này, được chưa? Quá đẹp luôn. Tất cả là kính auto nhá, kính auto luôn. Đó, đã độ lên cả sàn 5D rồi các bác nhá. Đó, kính toàn bộ là kính auto luôn. Tất cả là những cái táp ly này đồng đều như nhau các nhá, đồng đều như nhau luôn. Đó, keo chỉ các nhá, keo chỉ là zin cả xe, không mất phân keo chỉ nào. Toàn bộ những phần nhựa đấy ạ, các bác nhìn ạ, có mới không ạ? Rất là mới luôn nhá. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là cực kỳ hợp lý nhá, cực kỳ hợp lý luôn.
Nói chung là một mẫu xe hiện đại đi sướng như này mà giá cả thực sự bác là chỉ có 510 triệu thôi thì các bác sở hữu ngay mẫu xe rồi nhá. Đó thì các bác đạt được cái con xe này thì các bác đạt được cái cảm giác của nhá. Đó, cái độ êm ái của mẫu xe này của nhá. Toàn bộ đây sàn 5D này, ở đằng sau có vùng điều hòa nhá. Ở đây tỉ để tay của nhá, tỉ để tay luôn đấy, tỉ để tay đây. Đây cái này các bác có thể cho vào các nhá. Đó. Và đây khi nào các bác không thích thì các bác có thể cho cái tí tay lên, được chưa? Đó, rất là tiện ích luôn đúng không ạ? Ghế da xịn đây, các bác nhìn này. Nó còn đẹp như thế này cơ mà. Được chưa? Quá đẹp luôn. Đó, nhìn cái ghế da xịn này, cái da của nó rất là đắt tiền nhá, rất là đắt tiền luôn nên nhìn nó rất là khôn xe đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Các bác có thể ngả này, cái ghế xuống nhá. Đó, được chưa? Đó, quá hay luôn đúng không ạ? Quá hay luôn, đằng sau đây các bác nhìn này. Cửa lóc đầy đủ coi nhá, cửa lóc này trần rất đẹp luôn đúng không ạ, trần rất là đẹp luôn, được trang bị là cửa sổ lóc coi nhá. Bên trong này đây đó, có tí để đồ này đó, các bác cứ soi xuống này, có thể để chai nước này, nó rất là hay luôn. Toàn bộ táp ly là nguyên bản nhá, máy lổ cực kỳ êm luôn, keo chỉ là zin cả xe các bác nhá. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho bác là xe không đụng không gặp nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao, bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ rồi, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Đó, những cái mẫu xe nào thực sự đẹp, thực sự chất lượng không lỗi thì bên em mới nhập vào các nhá. Dạ vâng, địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chưa đoán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn các nhá. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em nhé. Đó, ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung này, miền Tây này hoặc miền Nam nhé. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em nhé. Một mẫu xe còn quá chất lượng luôn, cực kỳ đẹp luôn ạ. Toàn bộ này, phần kính là kính toàn bộ đèn auto nhé, đèn auto này. Đó, đèn tự động luôn, ga tự động. Đó, đều túi khí này, các bác nhìn này. Tem mác này ạ, tem mác nguyên bản này. Đó, những phần này, chi tiết này rất là mới này, ốc này, ốc zin coi nhá, ốc zin luôn. Một mẫu xe nó trực bác là quá hiện đại luôn. Tất cả những phần nút bấm ở đây, được chưa? Đó, nút bấm này rất là mới này, quá VIP luôn đúng không ạ? Quá VIP luôn. Màn hình này, đó, có chế độ ra lệnh giọng nói này coi nhá. Vô lăng này, vô lăng còn khá đẹp luôn đúng không ạ? Cửa sổ lốc này, đèn đây coi nhá, còn đèn đây. Cửa sổ lốc thì bình thường những mẫu xe khác lại phải ấn cơ các nhá, nhưng mà mẫu xe chỉ cần xoáy thôi. Đó, xoáy một vặn một cái thế là nó ra thôi nhá. Khá hay luôn. Tất cả đây, những phần chắn lắng đây, đẹp chưa? Rất là mới các bạn. Đó, khá mới luôn. Dạ vâng, vậy bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 các nhá. Và đây phần cốp đằng sau các nhá, cốp đằng sau đây. Toàn bộ những phần lỉ này ạ, là lỉ nguyên bản của xe từ đầu các bác nhá. Bên dưới đây khoang để đồ khá là rộng và tất cả những phần lỉ này là nguyên bản nhá, nguyên bản của xe luôn ạ. Quá chất lượng cho mẫu xe luôn. Bên dưới đây, wow, quá đẹp luôn. Tôn vỏ này, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Có đồ nghề này, các bác nhá, đồ nghề này. Đó. Quá đẹp luôn. Chỉ có 510 triệu thôi ạ. 510 triệu các bác đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Cực kỳ đẹp luôn. Một mẫu xe bản đúa nhá. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về ạ. Thì các bác biết phải biết chất lượng như thế nào rồi ấy. Quá đẹp luôn. Đây, cái phần âm thanh thì hay không nhá. Ồ, em tắt nhạc đi nhá. Đó, về phần cửa lóc đây, các bác chỉ cần xoáy một lúc thôi. Đó là ra theo ý muốn của mình thôi nhá. Đó ra theo ý muốn của mình luôn. Đó, có từng lẫy một luôn. Đó, rất là hay luôn ạ. Khá là đẹp, khá là xịn các bạn. Nó êm lắm ạ, ngồi nó êm. Túi khí quanh xe luôn, màn hình đây ạ. Màn hình này. Đó, phần cam xung quanh xe luôn, kết hợp cảm biến cùng cam đùi nhá. Đó, màn hình nguyên bản theo xe luôn ạ. Màn hình zin nguyên bản theo xe luôn. Quá VIP luôn các bạn. Quá VIP. Chất lượng thực sự bác là ngồi lên mẫu xe này đẳng cấp, đẳng cấp.
nó sướng các bạn, nhìn nó sướng, nó êm du luôn, cách âm tốt các bạn nhá. Và đây em mở capo rồi nhá, đây sau đây em cho bác xem phần khoang máy này. Máy thì thực sự bác là miễn chê nhá, miễn chê luôn. Máy lổ êm du các bạn. Đó, máy lổ êm du luôn. Đó, một cái mẫu xe sang trọng, đẳng cấp. Đó, máy êm lắm ạ. Ngồi trong xe em đảm bảo luôn là các bác không nghe tiếng máy lổ nhá. Đó, em đảm bảo luôn các bác là ngồi trong xe là không nghe tiếng máy lổ luôn ạ. Rất là VIP luôn, nhìn cái logo đã đẳng cấp rồi đúng không ạ? Quá chất lượng cho mẫu xe, một siêu phẩm nhá. Dạ vâng. Đó là tổng thành xe Audi A4 được sản xuất năm 2010 và đăng ký lăn bánh năm 2013 các nhá. Đó, bản đủ luôn nhá, bản đủ ạ. Vậy các bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp cho em nhé. Một lần nữa Mi ô tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái chào, tạm biệt các bác.